Xin chào tất cả các bạn. Lần trước tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu video Master National NV1000HD. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một đầu video Master nữa cũng rất là chất lượng. Đó chính là model NVD2000. Model NVD2000 này được phát triển dựa trên model NV1000HD. Tuy nhiên chúng ta thấy là bên ngoài này nó có thêm cái logo Digitone. Và ở đây có dòng chữ là Digitone Video Master. Hay nói cách khác, máy này về cơ bản thì cũng giống với lại máy NV1000HD nhưng mà có trang bị thêm tính năng xử lý video kỹ thuật số. Máy được thiết kế rất đẹp. Máy NV1000HD chúng ta gặp nhiều, tuy nhiên model NVD2000 này cực kỳ hiếm và model này được liệt vào danh sách đỏ. Hiện nay các dân chơi VFX trên toàn thế giới, đặc biệt là dân chơi ở Nhật Bản, thì họ tranh nhau để mua cái đầu này. Máy này được gắn thương hiệu McLaur. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng của National. Và tất cả những máy McLaur được sản xuất trong thời kỳ này thì đều có gắn số seri để dễ quản lý. Máy NVD2000 này được xây dựng trên cơ sở của đầu NV1000HD, cho nên về cơ bản thì tính năng của hai máy giống như nhau. Tuy nhiên cái model NVD2000 này nó có thêm một đặc tính rất là nổi trội, đó chính là Digital ha. Chính là xử lý video kỹ thuật số. Vào thập niên 80 thì những cái đầu video nào có trang bị tính năng kỹ thuật số là những cái máy đi đầu về công nghệ ha. Quy tụ rất nhiều công nghệ và có giá thành khá là cao. Máy này có trang bị đầu từ GX4 ha. 4 head system, nó sẽ cải thiện chất lượng video ở chế độ kỹ xảo. Rồi ngoài ra máy này còn là máy HQ nữa. Cũng giống như máy NV1000HD thì máy này có âm thanh hi-fi và độ nén dải rộng ở trên 90 dB. Máy này có trang bị tính năng shuttle và jog. Ngoài ra còn có đầu từ xóa bay để thực hiện chức năng edit phim. Phía bên trong cái bên nhỏ này được thiết kế hoàn toàn giống với lại model NV1000HD. Rất là nhiều biến trở, thanh gạt và nút nhấn. Đây chính là khu vực nhận phím vận hành băng cơ bản. Ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng của audio khi chúng ta ghi băng. Đây chính là đồng hồ hiển thị và đây chính là hiển thị counter và VU meter. Do máy này là máy đời cũ cho nên là sẽ tracking bằng tay ha. Sẽ có hai biến trở tracking, đó chính là tracking ở chế độ thường và tracking ở chế độ slow motion. Đây chính là biến trở để chỉnh chất lượng hình ảnh, màu hoặc sắc nét. Đây chính là volume chỉnh âm lượng cho headphone. Đây chính là khu vực các công tắc và nút nhấn dùng để thiết lập timer, rồi RAM và chọn kênh. Phía bên phải của máy có một đồng hồ nhỏ nữa và đồng hồ nhỏ này chỉ dùng để hiển thị lịch, ngày giờ và timer thời gian. Cũng giống với thiết kế của máy NV1000HD, để tiện cho việc tìm kiếm hình ảnh và dựng phim thì máy này có trang bị thêm núm jog và shuttle. Chúng ta thấy là máy này có diện mạo thiết kế bên ngoài giống với lại máy NV1000HD, nó chỉ khác duy nhất một chỗ mà thôi. Đó chính là cái đèn digital mode. Và cái đèn này nó chỉ sáng lên ở cái mode digital mà thôi. Đây chính là cái điểm khác biệt duy nhất giữa máy NVD2000 và máy NV1000HD. Mặt trên của máy vẫn còn cái tấm dán decal, nó biểu thị cái tính năng xử lý kỹ thuật số của đầu này. Tín hiệu video in bao gồm là line in hoặc là tín hiệu phát lại từ cuốn băng sẽ được đưa qua biến đổi ADC. Biến đổi này sẽ có tác dụng là chuyển tín hiệu analog sang tín hiệu kỹ thuật số. Và sau khi chuyển sang tín hiệu kỹ thuật số thì nó sẽ cho qua cái bộ là signal processing. Rồi ngoài ra nó còn trang bị thêm RAM dữ liệu nữa, có cái dung lượng là 128 GB nhân chính. Rồi nó sẽ có một cái bộ dùng để điều khiển bộ nhớ. Tín hiệu sau khi được xử lý sẽ được chuyển đổi ngược lại từ tín hiệu analog qua cái bộ chuyển đổi là ADC và sau đó sẽ cho ra video out. Bộ xử lý kỹ thuật số sẽ có hiệu lực ở cái mode là TV Still, Video Still, rồi chức năng kỹ xảo nè, rồi hiệu ứng. Rồi ngoài ra nó còn có tính năng là picture in picture nữa các bạn, tức là nó hiển thị nhiều khung hình trên một cái màn hình monitor. Rồi ngoài ra còn có graphic add nữa. Tuy nhiên muốn phát huy tính năng của bộ xử lý kỹ thuật số này thì chúng ta thấy là nó cần phải có remote điều khiển ha. Remote hồng ngoại nè, nó điều khiển, nó sẽ có một cái con IC nhận tín hiệu vào, sau đó sẽ có một cái bộ xử lý và điều khiển cái khối kỹ thuật số này. Mà rất tiếc là ở đây tôi không có cái remote điều khiển, cho nên là khó demo được cái chức năng kỹ thuật số này. Lúc mua máy đi về thì remote điều khiển đã bị thất lạc và hiện tại thì tôi cũng đang tìm kiếm một cái remote tương đương để chúng ta demo cái tính năng kỹ thuật số.
Nhưng mà thật sự thì những cái remote của máy này cực kỳ hiếm. Đây chính là bên trong của máy. Nhìn từ phía trên thì chúng ta thấy thiết kế này giống hoàn toàn với lại máy NV1000HD, bao gồm là phần dàn cơ, phần bộ nguồn, phần tuner RF, IF và phần mạch xử lý tín hiệu. Máy này sử dụng nguồn biến áp. Nguồn biến áp này tuy nặng cồng kềnh nhưng mà rất là bền. Máy biến áp này có công suất có là 68 VA. Đây chính là khối RF. Phần bên phải này đó chính là phần mạch điện, và phần mạch điện này chúng ta thấy là cũng giống như là thiết kế con máy NV1000HD. Các bạn có thể tham khảo lại cái clip mà tôi đã giới thiệu về cái đầu NV1000HD. Thì cấu trúc của cái phần mạch này sẽ gồm 4 tấm mạch ha. Tấm mạch trên cùng này đó chính là dùng tấm mạch dùng để xử lý timer, tuner. Tấm mạch ở dưới đó chính là mạch hi-fi. Rồi tấm mạch tiếp theo đó chính là mạch dùng để xử lý video màu, và tấm mạch cuối cùng đó chính là tấm mạch dùng để xử lý video chính. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Loại dàn cơ này cực kỳ hiếm và chỉ sử dụng cho một số ít mẫu đen mà thôi, đa phần là những mẫu đen đắt tiền. Loại dàn cơ này có một cái đặc điểm đó chính là sử dụng 6 động cơ ăn khớp trực tiếp, không có dây cô ra. 6 động cơ đó bao gồm là động cơ trống từ, động cơ cáp xăng, hai động cơ riêu, động cơ locking và động cơ front locking. Loại dàn cơ này chạy rất êm và cực kỳ bền. Đây chính là phần trống từ. Trống từ này khá giống với lại trống từ của máy AG7500. Trên trống từ này sẽ có 7 mắt từ bao gồm là một cặp SP, một cặp NLP kỹ xảo, một cặp hi-fi và một mép từ xóa hình thực hiện chức năng dựng phim. Đây chính là hai reel cuốn băng, và mỗi reel cuốn băng này được điều khiển bằng một động cơ ăn khớp trực tiếp. Loại động cơ này cho ra moment mạnh và đáp ứng nhanh. Ngoài ra máy này có sử dụng phương pháp Active Tension. Đây chính là motor locking và hệ thống cam. Để đảm bảo cho dàn cơ này chạy ổn định thì tất cả những chi tiết trong dàn cơ này đều là loại tốt và được thiết kế rất kỹ lưỡng. So với máy NV1000HD thì máy NVD2000 này có cái phần đáy dày hơn một tí. Thì sở dĩ có lý do như vậy là cái phần dày này nó sẽ chứa cái hộp xử lý tín hiệu kỹ thuật số bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái phần đáy của máy ra. Đây chính là phần dưới của máy. Đối với NV1000HD thì nó chỉ có hai tấm mạch to phía dưới này mà thôi. Còn máy NVD2000 thì trang bị thêm hộp kỹ thuật số và một bộ dùng để xử lý tín hiệu riêng nữa. Phía bên trong hộp xử lý tín hiệu này đó chính là hai nhân kỹ thuật số, và hai con chip này đều là chip của Matsushita. Đây chính là khu vực bộ nhớ sử dụng 9 IC RAM. Tổng cộng dung lượng là 128 GB nhân cho 9. Ở đây có một chip vi điều khiển dùng để điều khiển tất cả mọi hoạt động của bộ xử lý kỹ thuật số này. Và cái chip này nhận tín hiệu từ remote hồng ngoại. Phần bên trái này có thêm một tấm mạch dùng để xử lý analog sơ bộ nữa. Máy NV1000HD sẽ không có tấm mạch này ha. Tấm mạch này nó được thêm vào chung với lại cái hộp kỹ thuật số này. Đây chính là tấm mạch điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Tấm mạch này hoàn toàn giống với lại máy NV1000HD. Trên tấm mạch này sử dụng rất là nhiều linh kiện cực kỳ phức tạp. Nên máy này nó có sử dụng nhiều vi điều khiển ha. Đây chính là tấm mạch driver công suất dành cho hai động cơ riêu cuốn băng. Đây chính là phía dưới của dàn cơ, bao gồm là motor cáp xăng. Đây chính là cam, hai bánh răng của hai càng locking. Và đây chính là cái đế của hai động cơ riêu cuốn băng. Dàn cơ này sử dụng toàn động cơ ăn khớp trực tiếp.
Bây giờ tôi thử phát lại một con băng ha. Hình ảnh rất là đẹp mà các bạn. Ảnh cực kỳ sắc nét. Ở mod này chúng ta thấy là không có sự can thiệp của kỹ thuật số à. Bây giờ tôi thử chức năng shot ha. Chúng ta thấy là khi mà tôi bấm nút shuttle shot thì hình ảnh hoàn toàn đứng yên nha. Hình ảnh đông cứng lại và trên màn hình không hề có sọc nhiễu gì cả. Cũng như đó là cái đèn digital này nó sẽ sáng lên. Tức là digital nó sẽ hoạt động ở chế độ still này. Bây giờ tôi sẽ thử mode shot ha, tức là đi từng frame hình. Từng frame hình thì hình ảnh cực kỳ mượt luôn. Nó không hề có sọc nhiễu ha. Và ở cái mod này thì cũng có sự can thiệp của kỹ thuật số luôn. Hình ảnh rất là tốt các bạn. Bây giờ tôi thử sách thô ha. Ở cái mod subtle này thì không có sự can thiệp của kỹ thuật số. Cái đèn digital nó đã tắt đi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là trên màn hình này hình ảnh vẫn rất tốt ha. Hình ảnh cực kỳ đẹp luôn. Không hề có sọc nhiễu nào cả. Và ở still này thì là kỹ thuật số mới hoạt động. Thì do không có điều bắt điều khiển cho nên là tôi chỉ có thể kiểm tra chế độ digital ở chế độ still. Và xuất thổ ở tốc độ chậm mà thôi ha. Còn đáng lẽ ra thì phải demo thêm nhiều hơn cái tính năng nữa. Nhưng mà hiện tại thì không có remote. Cho nên là rất là khó để kiểm tra. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè. Hình ảnh rất là đẹp luôn các bạn. Khó tin được đây là hình ảnh analog ha. Hình ảnh rất sắc nét. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu các bạn đồ video Master National NVD2000. Đây là một đầu video VXS có trang bị tính năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một đầu video Master nữa cũng hấp dẫn không kém. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.